Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2219, cứu vớt đại binh. Quản đại ngư vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đạp lăn trên mặt đất, lại bị án lấy ma sát, hung hăng bị thu thập. Ngao. Nhìn xem quản đại ngư kêu thảm, Giản Bắc Sinh lòng đồng tình. Cũng là không chừng, trong khoảng thời gian ngắn bị đánh hai bữa. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, bàn tử, có thể nói sao? Quản đại ngư nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Hắn hơn nửa ngày mới đứng lên, bi phẫn vạn phần, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đản, ngươi không phải nói hôm nay chỉ xuất thủ một lần sao? Lừa đảo, đại lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ta có thể vì sư muội xuất thủ vô số lần. Quản đại ngư thân thể lay động, kém chút ngã quỵ. Vô sỉ gia hỏa, hỗn đản nhân loại. Ông trời a, ngươi làm sao không thu hắn? Nói đi, sư muội ta thế nào? Quản đại ngư trừng to mắt, thở phì phò như là một cái nâng lên ếch xanh, rất muốn phun chết Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc lại gần, bả vai đụng đụng quản đại ngư, nhắc nhở hắn, đừng thừa nước đục thả câu, xem chừng lại ăn đau khổ. Ngươi đã quên, hắn quan tâm nhất chính là mình người bên cạnh. Giản Bắc tự nhận xem như hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối với mình sẽ không rất quan tâm, nhưng rất quan tâm bên cạnh mình người. Trước đó có thể vì chưa về nhà chồng sư nương đại náo Nhữ Thành, đem Nhữ Thành khiến cho rối loạn. Quản đại ngư còn dám ở chỗ này thận trọng, Giản Bắc có thể khẳng định Lữ Thiếu Khanh 100% sẽ lại đánh hắn. Quản đại ngư mặc dù khó chịu, nhưng là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bất thiện ánh mắt, hắn vẫn là kiểm định tại Tiêu Y tình báo nói ra. Sư muội của ngươi xuất hiện tại Công Tôn gia địa bàn bên trên, đang bị Công Tôn gia người truy sát. Cái gì? Giản Bắc giật mình bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh cũng kỳ quái, nàng chạy thế nào đến Công Tôn gia địa bàn đi? Từ Tề Châu đến Trung Châu, là trải qua không được Công Tôn gia địa bàn. Lữ Thiếu Khanh không có suy nghĩ nhiều, mà là xoa cằm suy tư một chút. Xem ra cũng là không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh đối quản đại ngưu nói, đem sư muội ta vị trí nói cho ta. Lữ Thiếu Khanh còn không biết rõ Tiêu Y cùng Tiểu Hắc đã là thực lực đại tiến, còn tưởng rằng Tiêu Y vẫn là hợp thể kỳ trung kỳ, gặp được Công Tôn gia đại quân đội sẽ rất phiền phức. Mà lại hắn cũng sợ Công Tôn gia người xuất động đại thừa kỳ. Hiện tại cũng bị rõ ràng nàng vị trí, trước đó nàng một lần cuối cùng xuất hiện địa phương là Sa Thành, một tòa thành trì nhỏ, Ngô, tới gần phương Bắc, cách Vũ Châu cũng không coi là xa xôi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đối hai người nói, có hứng thú đi một chuyến sao? Cứ vớt đại binh Tiêu Y. Giản Bắc cùng quản đại ngư gật đầu, Lữ Thiếu Khanh không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ đi cùng. Cơ hồ là mỗi ngày tới đây, chờ không phải liền là giờ khắc này sao? Giản Nam cô nàng, có hứng thú sao? Lữ Thiếu Khanh đối xa xa Giản Nam quát to một tiếng. Giản Nam phiêu nhưng mà đến. Móa! Giản Bắc kinh ngạc, đại ca ngươi làm gì? Mang theo cô nàng xuất hành sao? Ngươi muốn dẫn cô nàng mang khác cô nàng được hay không? Hắn ngược lại đối Giản Nam nói, chúng ta đại nam nhân sự tình, ngươi không muốn đi cùng, trở về đi. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nói, hắn ý tứ nói là ngươi một cái nữ nhân không bằng chúng ta nam nhân. Giản Nam lộ ra biểu tình bất mãn. Giản Bắc muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh tâm đều có. Xuất phát. Lữ Thiếu Khanh đối đằng sau hô một tiếng, kế ngôn rất mau ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh đem tình huống đại khái nói một cái, biết rõ Tiêu Y Công Tôn gia truy sát, kế ngôn ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Công Tôn gia bản gia, hoặc là nói tổ địa chỗ thành chỉ là Phạm Thành, cự ly Nhữ Thành ức vạn dặm xa, chỉ là truyền tống trận đều cần bỏ ra tới một đoạn thời gian rất dài. Có truyền tống trận, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn một nhóm rất nhanh liền đã tới Phạm Thành. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, Công Tôn gia hào phóng như vậy. Không đóng cửa. Truyền tống trận trực tiếp lái về đến nhà bên trong, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là 10 phần nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào địch nhân thông qua truyền tống trận phi long kỵ kiểm. Đối với đồng dạng thế lực mà nói, truyền tống trận là thuộc về chặt chẽ quản khống địa phương, thậm chí có thế lực sẽ không ở tự mình đại bản doanh thiết trí truyền tống trận đến thiết trí tại ngoài ngàn vạn dặm, mục đích đúng là phòng ngừa một ngày kia bị người trực tiếp trộm nhà. Thân là năm nhà ba phái dòng chính truyền nhân, Giản Bắc giải thích một phen, năm nhà ba phái thế lực cường đại, tại Trung Châu nơi này không ai dám trêu chọc. Cho dù có người dám trực tiếp đánh lén, cũng không sợ, có lòng tin chấn áp hết thảy địch tới đánh. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nói cho cùng là đối thực lực của mình có sung túc lòng tin, không sợ địch nhân đánh lén. Không tệ, không tệ, Lữ Thiếu Khanh tán dương, không hổ là đại gia tộc, đại thế lực, chính là tự tin ha. Giản Bắc nhìn xem người đến người đi. Rộn rộn ràng ràng Phạm Thành, không có phát giác được một tia ngưng trọng. Hắn hỏi, đại ca, ngươi định làm gì? Không đi Sa Thành.
Quản Đại Ngưu thì nói thầm, nhìn xem nơi này một điểm phòng bị đều không có, đoán chừng Công Tôn gia cũng không nghĩ ra ngươi sẽ như vậy liền đánh tới. Không chừng nơi này không có mấy người cao thủ đây. Ở chỗ này làm ồn ào, sư muội biết rõ tin tức tự nhiên chạy đến. Lữ Thiếu Khanh trả lời một câu, sau đó đối Giản Nam nói, Nam cô nàng, có hứng thú giúp một chút sao? Giản Bắc trong lòng nhảy một cái, không cần suy nghĩ liền nhảy ra, không được. Móa! Giản Bắc trong lòng chửi mẹ, chúng ta tới nơi này là xem trò vui không phải làm giúp đỡ. Hắn cho muội muội một ánh mắt, hy vọng muội muội có thể đọc hiểu mình tâm tư. Bất quá hắn nhìn thấy chính là muội muội bất mãn ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh bổ một đao, a, Nam cô nàng, ngươi làm việc còn phải trải qua ca của ngươi đồng ý. Giản Nam bất mãn nói, không cần. Sau đó lại cho Giản Bắc một ánh mắt. Cái ánh mắt này Giản Bắc đọc hiểu, đừng cản ta. Giản Bắc trong lòng thụ thương, muội muội thay đổi. Ghê tởm a, hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này ghê tởm hỗn đản. Giản Bắc cắn răng, ngươi muốn cho em gái ta làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, một chuyện nhỏ. Sau đó chỉ vào phía trước một cái phương hướng, đối Giản Nam nói, có thể đối chỗ ấy xuất thủ sao? Để cho ta nhìn xem ngươi những năm này thực lực tăng trưởng như thế nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào chính là Phạm Thành ở giữa trên trời, chỗ ấy không có vật gì. Giản Bắc nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết đây không phải là chuyện gì tốt, muội muội, đừng nghe hắn. Giản Nam hừ một tiếng, không cần ngươi quan tâm. Sau đó hung hăng một chưởng đối chỗ ấy đánh tới. Hô! Phạm Thành bỗng nhiên nổi lên gió, tại trên bầu trời, một cái đại thủ huyễn hóa mà ra, trắng tinh như ngọc, giống như gió đồng dạng nhẹ nhàng thổi qua. Chương 2220, đối phó các nàng cần đại thừa kỳ. Phạm Thành. Công Tôn gia bên trong, Công Tôn gia hạch tâm nhân vật tề tụ một đường. Thân là năm nhà ba phái một trong Công Tôn gia, cho dù là trong gia tộc đại điện cũng là khí thế rộng rãi, vô cùng hùng vĩ. Công Tôn gia đại điện so với rất nhiều thế lực đại điện còn lớn hơn vô số lần, nơi này linh khí quanh quẩn, tiên hạc tường vân, giống như một cái tiên cảnh thế giới. Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Chuân ở thượng vị, thần sắc lạnh lùng, dò xét phía dưới đám người. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, rất là khó coi. Trong đại điện cũng tràn ngập một cỗ nặng nề bầu không khí. Nhìn xem trong đại điện không người nào dám nói chuyện, Công Tôn Chuân tức giận không thôi, lạnh lùng mở miệng. Hai cái nha đầu liền có thể chúng ta Công Tôn gia mặt mũi mất hết, các ngươi đều là làm ăn gì? Trong giọng nói không đè nén được nộ khí để đại điện bầu không khí càng thêm nặng nề. Từ Tiêu Y xuất hiện đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng, lại làm cho Công Tôn gia tử thương vô số. Từ ban đầu Công Tôn Tố, đến lần thứ hai Công Tôn Tử. Công Tôn gia chết trên tay Tiêu Y hạch tâm tộc nhân đã vượt qua trăm người, về phần chi thứ thì càng nhiều. Tiêu Y để Công Tôn gia mặt mũi mất hết, bọn hắn phái đi ra cao thủ tất cả đều đại bại mà về, tổn thất nặng nề. Vẫn không có người nào nói chuyện. Tiêu Y, Tiểu Hắc hai cái nha đầu đã tại phương Bắc náo lên thiên đại động tĩnh. Công Tôn gia tử thương vô số, cũng tổn thất vô số. Ai mở miệng, tiêu điểm ngay tại ai trên thân, tốn công mà không có kết quả. Cho nên, tất cả mọi người trầm mặc. Nhưng là rất nhiều người ánh mắt lại là rơi vào một cái nào đó vị trí bên trên. Cái này vị trí tựa ở đại điện đằng sau, cự ly Công Tôn Chuân lấy ra chủ vị trí nói ít cũng mấy trăm mét. Mà tại cái kia vị trí bên trên người, đang ngồi là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Công Tôn Tử, mọi người ánh mắt đều ở trên người hắn. Hồi lâu, nguyên thần may mắn trốn về đến Công Tôn Tử tại đông đảo ánh mắt áp lực dưới, hắn không mở miệng không được. Gia chủ, các nàng thực lực rất mạnh, cũng không phải là phổ thông hợp thể kỳ. Công Tôn từ sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hắn chạy về, một lần nữa ngưng tụ một thân thể, thực lực 10 không còn một, liền thương thế đều rất nghiêm trọng. Hôm nay họp, hắn không thể không kéo lấy thân thể tàn phế tới đây. Thân là chi thứ người dẫn đầu, không kém gì dòng chính Công Tôn Liệt hắn, bị người đặt vào kỳ vọng cao. Lần này lại bị người nát đầu, kém chút liền mệnh đều không có. Trêu đến không ít người đã trong bóng tối trò cười. Hắn ăn ngay nói thật, lại rước lấy không ít người cười nhạo. Hai cái tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu lợi hại? Ngươi sẽ không phải là đang vì mình giải vây à? Thất bại liền thất bại, tài nghệ không bằng người, thừa nhận không có cái gì thật là mất mặt. Chính là... Công Tôn từ sắc mặt khó coi, bình thường tự đại cuồng vọng nhân thụ địch rất nhiều, không ít người nhìn hắn không thuận mắt. Lần này hắn gặp rủi ro tự nhiên có không ít người nhảy ra cho cười hắn, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Công Tôn từ trong lòng lửa giận ngút trời, nhưng không có biện giải cho mình. Tài nghệ không bằng người hoàn toàn chính xác không có chuyện gì để nói. Hắn lần nữa đối Công Tôn Chuân nói, gia chủ, Tiêu Y cùng nàng bên người cái kia gọi Tiểu Hắc nha đầu tuyệt không phải bình thường. Muốn đối phó bọn hắn, dừng một cái, Công Tôn từ cắn răng nói ra cái nhìn của mình, muốn đại thừa kỳ xuất thủ mới được. Lời này vừa nói ra, trong đại điện một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ, không dám tin tưởng mình nghe được nói. Liền Công Tôn Liệt cũng nhìn lấy mình cái này cùng thế hệ.
Công Tôn Liệt rất rõ ràng Công Tôn Từ. Công Tôn Từ mặc dù là cuồng vọng phách lối, không đem rất nhiều người để vào mắt, nhưng là hắn có tư cách kia. Công Tôn Từ thiên phú chẳng những không yếu hơn hắn, tương phản còn mạnh mấy phần. Bằng không thì cũng không thể từ đông đảo chi thứ bên trong trổ hết tài năng, trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất một trong, thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu. Công Tôn Từ làm người tính cách, có thể làm cho hắn nói ra như thế một phen, đủ để nói minh Tiêu Gợn cùng Tiểu Hắc cường đại. Công Tôn Liệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm cân nhắc một phen. Âm thầm làm ra quyết định, đánh chết cũng không đi tìm Tiêu Y cùng Tiểu Hắc. Cho nên, bụng dạ cực sâu Công Tôn Liệt mở miệng, gia chủ, Công Tôn Từ là chúng ta bên trong mạnh nhất thiên tài, hắn đã dạng này, nghĩ đến đối phương tất nhiên không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Cho nên, lập tức có người đánh gãy Công Tôn Từ, cho nên cái gì? Cho nên muốn để trong tộc đại thừa kỳ xuất động sao? Nói đùa cái gì, truyền đi, chúng ta Công Tôn gia còn biết xấu hổ hay không? Chỉ là hai cái nhà đầu, chúng ta không cần lo lắng. Công Tôn Từ nhìn lại, khóe miệng có chút vểnh lên một cái, người nói chuyện là chính mình mấy cái cùng thế hệ, xem như chính mình người cạnh tranh. Cũng tốt, để các ngươi đi thôi. Muốn xuất động đại thừa kỳ đuổi theo giết Tiêu Y hai cái nhà đầu, lộ ra rất là khoa trương. Truyền đi Công Tôn gia cũng không mặt mũi. Cho nên Công Tôn Chuân nhàn nhạt nói, có người nguyện ý dẫn người đi bắt giết kia hai cái nhà đầu sao? Có thể cầm liền cầm, không thể liền giết. Công Tôn Chuân ngữ khí mang theo nồng đậm sát ý, bắt Tiêu Y cũng có thể đối phó một cái sắp lên môn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Nhưng nếu như không được, vậy liền giết đi, bọn hắn Công Tôn gia không sợ phiền phức. Gia chủ, ta nguyện ý tiến về. Lúc này có mấy người đứng lên xin đi giết giặc. Công Tôn Chuân dứt khoát để bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc bất quá là món ăn khai vị, Công Tôn gia chân chính phải chú ý là quẳng xuống ngoan thoại, sớm muộn cũng sẽ tới cửa Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Không người nào dám không nhìn đại thừa kỳ tồn tại. Nói trở lại, nếu như biết rõ Kế Ngôn là đại thừa kỳ, bọn hắn Công Tôn gia tuyệt đối sẽ không phái người tiến về. Công Tôn Chuân đem thoại để kéo tới Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân, tuần sát đám người một vòng, chậm rãi mở miệng, Tiêu Y tin tức của các nàng truyền ra, kia hai cái gia hỏa rất nhanh sẽ lên môn, các ngươi có ý kiến gì không? Nói tới Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, không ít người sắc mặt khó coi, âm thầm cắn răng. Đối với chuyện này đối với sư huynh đệ, không ít Công Tôn gia người hận thấu xương. Kế Ngôn tại Trung Châu học viện thời điểm, là rất nhiều người nhìn lên tồn tại. Liền xem như Công Tôn Liệt cũng không phải đối thủ. Nếu như nói Công Tôn gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhiều người hận Kế Ngôn, già như vậy trong đồng lứa phần lớn người đều là hận Lữ Thiếu Khanh. Không ít người hận không thể ăn thịt hắn ngủ hắn ra. Bất quá khắp nơi hận sau khi, cũng rất nhiều người e ngại, Lữ Thiếu Khanh đem Trung Châu khiến cho long trời lở đất, Trung Châu người lại không làm gì được hắn. Đối với lần này Công Tôn gia trêu chọc phải Lữ Thiếu Khanh, có trưởng lão bất mãn, đều do ghê tởm ma tộc, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta liền. Không ít người gật đầu, bọn hắn bị hố. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, chúng ta thánh tộc như thế nào? Chương 2221, ngoại viện. Ai? Người nào? Địch tập. Công Tôn gia tộc nhân kinh hãi, nhao nhao nhảy dựng lên. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vừa nhảy dựng lên Công Tôn tộc nhân trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, từng cái nằm xuống đi. Ngay sau đó hai thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Một nam một nữ, đều là dáng vóc khôi ngô cao lớn, giống như hai tôn ma thần xuất hiện ở đây, tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp, để Công Tôn gia rất nhiều người nằm sấp trên mặt đất, khó chịu đến muốn thổ huyết. Trong đại điện truyền đến áp lực cường đại, để đám người có loại bấp bênh cảm giác. Áp lực kinh khủng phảng phất muốn đem Công Tôn gia đại điện hủy. Thân là đại thừa kỳ, làm gì cùng bọn tiểu bối kiến thức? Khẽ than thở một tiếng, ngay sau đó lại một thân ảnh xuất hiện ở đây. Theo sự xuất hiện của hắn, trong đại điện áp lực biến mất, đông đảo Công Tôn tộc nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, bọn hắn mới có thể thanh trước mắt xuất hiện người là ai. Dáng vóc khôi ngô cao lớn nam nữ tự nhiên là ma tộc đại thừa kỳ, mà đổi thành một người, thì là một tên lão giả. Công Tôn Chuân mang theo tộc nhân đối lão giả hành lễ, gặp qua Bác Nhã lão tổ. Công Tôn Bác Nhã, Công Tôn gia một vị khác đại thừa kỳ. Công Tôn Bác Nhã khoát khoát tay, đối ma tộc hai người nói, Long Kiện, Lộ. Hai vị ma tộc đại thừa kỳ đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Long Kiện lạnh lùng nói, không phải là các ngươi hướng tộc ta cầu viện. Một thân hắc giáp lộ khinh miệt không thôi, đại địch đến, các ngươi lại trốn ở chỗ này họp. Nhân tộc, quả nhiên uất ức. Móa. Không ít Công Tôn tộc nhân trong lòng chửi ầm lên, thật ghê tởm ma tộc. Long Kiện cùng Lộ lời nói mặc dù khó nghe, lại làm cho Công Tôn gia người mừng rỡ. Công nên Tôn Bác Nhã cười ha ha, thì ra là thế, ta cảm ơn trước hai vị. Hừ, ngươi hẳn là cảm tạ thánh chủ, nếu như không phải thánh chủ, chúng ta mới không tới nơi này. Lộ hừ lạnh một tiếng, không có cho cùng là đại thừa kỳ Công Tôn Bác Nhã sắc mặt tốt.
thân là thánh tộc nàng đối nhân tộc không có hảo cảm gì. Long Kiện thì lộ ra sát ý, vừa vặn lần này cùng bọn hắn hai người hảo hảo tính toán sổ sách, mọi người cùng là đại thừa kỳ, xem ai càng tăng mạnh hơn. Long Kiện cùng lộ đi phục kích Kế Ngôn, nghĩ đến đem Lữ Thiếu Khanh dẫn dụ ra, cuối cùng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Kết quả lại là bị Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đánh cho chật vật mà chạy, nếu như không phải là bởi vì hai thế giới cách trở, cho dù là bọn họ có lưu thân phận cũng sẽ bị diệt sát. Trải qua tu luyện, bọn hắn bước vào đại thừa kỳ, lòng tin lần nữa khôi phục. Công Tôn Bác Nhã không có để ý hai người thái độ, tốt như vậy à, chỉ có dạng này mới là cao thủ vốn có tư thái. Có hai tôn đại thừa kỳ gia nhập, đối mặt Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Công Tôn gia phần thắng lớn hơn. Công Tôn gia có ba cái đại thừa kỳ, tăng thêm Long Kiện cùng Lộ, hết thảy năm vị đại thừa kỳ, năm đôi hai, hai điểm năm đối một, tính thế nào cũng là chắc thắng. Công Tôn Chuân tinh thần chấn động, lộ ra thiếu dung đối hai người chắp tay hành lễ, hai vị tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị tiền bối xin đừng trách. Công Tôn Chuân bên này lộ ra thiếu dung, thái độ rất tốt, nhưng lộ nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hừ, các ngươi mới vừa rồi là đang trách chúng ta thánh tộc, quái thánh chủ. Long Kiện cũng là mặt lộ vẻ không vui, chúng ta đường xa mà đến, các ngươi những này ra hỏa còn dám ở sau lưng nói chúng ta nói xấu. Làm gì? Nhìn chúng ta thánh tộc không vừa mắt. Trước đây các ngươi cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy a. Đại thừa kỳ bất mãn, hợp thể kỳ cũng nhịn không được. Công Tôn Chuân cầm đầu Công Tôn gia tộc người áp lực tăng gấp bội. Không ít người đang mắng vừa rồi những cái kia nóng vội nhanh miệng tộc nhân, tốt mắng không mắng, nhất định phải tại cái này thời điểm mắng. Công Tôn Bác Nhã cười ha ha, ha ha. Tiếng cười lần nữa hóa giải trong đại điện áp lực, hắn nói, không biết rõ hai vị sẽ đến đây hỗ trợ, phía dưới tiểu bối phát vài câu bực tức cũng bình thường. Dù sao đối mặt chính là hai vị địch nhân đáng sợ. Hiện tại biết rõ hai vị đến đây, nguyện ý cùng chúng ta Công Tôn gia liên thủ cộng đồng kháng địch, bọn tiểu bối cao hứng cũng không kịp, nơi nào còn dám đối hai vị bất mãn. Công Tôn Bác Nhã mở miệng, Long Kiện cùng Lộ cũng không dễ chịu nhiều so đo. Lộ lạnh lùng hỏi, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn người đâu? Hồi tiền bối, Công Tôn Chuân chắp tay một cái đáp lời, bọn hắn còn xa tại Nhữ Thành, bất quá nghĩ đến bọn hắn cũng mau tới. Công Tôn Chuân tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biết rõ Tiêu Y tin tức về sau, tất nhiên sẽ đến đây. Lộ cắn răng, trong lòng sát ý lăn lộn, thật muốn đi Nhữ Thành giết bọn hắn. Trước đây thù, mỗi khi hồi tưởng lại đều hận đến muốn phát điên. Tắm rửa bọn hắn tiên huyết, mới có thể rửa sạch sỉ nhục cùng hận ý. Công Tôn Bác Nhã nói, hai vị an tâm chớ vội, yên lặng chờ bọn hắn tới cửa là đủ. Có hai vị ở đây, bọn hắn dám đến chính là tự tìm đường chết. Bất quá cũng muốn cẩn thận một chút, bọn hắn cũng không phải cái gì kẻ yếu. Công Tôn Bác Nhã mặt ngoài mây trôi nước chảy, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Công Tôn Nội bị thương mà quay về, để bọn hắn biết rõ Kế Ngôn cường hãn, nếu không Công Tôn gia cũng không về phần muốn như vậy thần hồn nát thần tính. Ma tộc người đến, vừa vặn để bọn hắn đi đầu xuất thủ. Ha ha, Lộ cười lạnh, thánh chủ đại nhân đã cho chúng ta biện pháp. Chúng ta tự có biện pháp có thể thu thập bọn họ. Bọn hắn không chết, cũng sẽ biến mất. Công Tôn Bác Nhã cùng với hắn Công Tôn tộc nhân mừng rỡ không thôi, đương thật. Muốn giết chết một cái đại thừa kỳ vô cùng khó khăn, chỉ cần muốn chạy trốn, căn bản không có người có thể vây được đại thừa kỳ. Hừ, tộc ta thánh chủ hùng tài đại lược, không phải các ngươi có thể muốn lấy được. Ha ha, thật sao? Bỗng nhiên lại có một thanh âm vang lên, chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú đến cùng là biện pháp gì đâu. Đúng vậy a, âm thanh thứ hai vang lên, có thể đối phó đại thừa kỳ biện pháp, các ngươi ma tộc có sao? Sau một khắc, lại có hai đạo bóng người xuất hiện, đồng dạng tản mát ra cường đại khí tức. Lại có hai vị đại thừa kỳ đến, Mị gia, Mị Lư, Ngao gia, Ngao Phi Nguyên. Công Tôn Bác Nhã sắc mặt vui mừng, hai vị đạo hữu đến đây tương trợ, ta Công Tôn gia vô cùng cảm kích. Công Tôn gia những người khác mừng rỡ như điên. Bốn vị đại thừa kỳ ngoại viện, Công Tôn gia thực lực đạt đến đỉnh phong, kia hai cái tự đại nông thôn lão, đến thời điểm lộ diện một cái liền sẽ trở thành cặn bã. Chương 2222, đối phó đại thừa kỳ biện pháp. Tốt, tốt. Công Tôn Bác Nhã cười ha ha, có hai vị đến đây tương trợ, ta Công Tôn gia như hổ thêm cánh. Đón lấy, lại có hai thân ảnh xuất hiện, Công Tôn gia hai vị khác đại thừa kỳ cũng xuất hiện. Lại không xuất hiện liền không lễ phép. Công Tôn gia hết thảy có ba vị đại thừa kỳ, người mạnh nhất là Công Tôn Dài Cốc, ngay sau đó chính là Công Tôn Bác Nhã, cuối cùng chính là Công Tôn Nội. Kể từ đó, trong đại điện liền có bảy vị đại thừa kỳ. Mặc dù toàn bộ thu liễm khí tức, nhưng là bọn hắn chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể để đại điện không gian tựa hồ vạn vẹo. Công Tôn gia cái khác tộc nhân bị ép tới khó mà thở. Mặc dù là bị ép tới khó mà thở, nhưng Công Tôn gia trên dưới đều hưng phấn không thôi. Bảy vị đại thừa kỳ,
coi như Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mạnh hơn cũng không nổi lên được bất kỳ sóng gió. 7 vị đại thừa kỳ, đủ để diệt đi trên thế giới này bất kỳ một cổ thế lực nào, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy lực lượng. Không ít công tôn gia tộc người cái eo thẳng tắp, đã không kịp chờ đợi nghĩ đến nhìn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hạ tràng. Nhìn xem nhân tộc bên này cũng có nhiều như vậy đại thừa kỳ, Long Kiện cùng Lộ sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nhân tộc càng mạnh, đối với bọn hắn thánh tộc mà nói không phải tin tức tốt gì. Mị gia cùng Ngao gia không thể nghi ngờ là hận nhất Lữ Thiếu Khanh hai cỗ thế lực. Ngao Phi Nguyên không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi Long Kiện, biện pháp của các ngươi là cái gì? Đối phương mặc dù là tiểu bối, nhưng cũng là đại thừa kỳ, nhưng không có dễ đối phó như vậy. Mị Lư rất tán thành gật đầu, không sai, muốn giết chết bọn hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người là đại thừa kỳ, biết rõ đại thừa kỳ đến cỡ nào khó giết. Công tôn gia ba tên đại thừa kỳ cũng là âm thầm gật đầu. Bọn hắn tìm kiếm ngoại viện thời điểm, cũng không nghĩ tới muốn triệt để giết chết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, là nghĩ đến lợi dụng thực lực cường đại để bọn hắn biết khó mà lui. Long Kiện cười khẩy, giết, không nhất định có thể giết chết được bọn hắn. Nhưng là, có thể làm cho bọn hắn biến mất ở cái thế giới này vẫn là có thể làm được. Lời này, cho dù là mấy vị đại thừa kỳ cũng là không hiểu ra sao. Về phần cái khác tu sĩ thì càng thêm mộng bức. Không giết chết, như thế nào để bọn hắn biến mất? Nhìn xem đám người mộng bức dáng vẻ, Long Kiện cùng Lộ cười lạnh đến càng thêm lợi hại. Đây chính là nhân tộc, thấp kém ngu xuẩn. Hai người toàn vẹn quên bọn hắn, cũng là trải qua thánh chủ Mộc Vĩnh nhắc nhở mới biết rõ nên làm như thế nào. Nhìn thấy Long Kiện cùng Lộ cười lạnh, tràn ngập coi nhẹ dáng vẻ, mấy vị đại thừa kỳ trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là khiêm tốn thỉnh giáo. Công tôn Dài Cốc mở miệng thỉnh giáo, xin hỏi hai vị, đến cùng là biện pháp gì? Long Kiện có chút ngóc đầu lên đến, duỗi vươn ngón tay hướng phía trên chỉ, sau đó ngậm miệng không nói lời nào, giả thành gần đây. Người chung quanh đều không biết rõ chỉ vào trời là có ý gì, một mặt mộng bức nhìn qua hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là mộng bức, Long Kiện trong lòng càng thêm đắc ý, trên mặt cười lạnh càng tăng lên. Lộ thì như là nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn xem đám người. Mấy hơi thở về sau, Long Kiện giả bộ không sai biệt lắm, hắn mới mở miệng, các ngươi đều là đại thừa kỳ, tự nhiên biết rõ phía trên xảy ra vấn đề, nếu là có thể để hai người kia thượng thiên đi đâu. Lời này vừa nói ra, công tôn Dài Cốc mấy cái đại thừa kỳ nhao nhao hiểu được. Tốt, tốt. Công tôn Dài Cốc cười lên, quả nhiên là một biện pháp tốt. Quá tốt rồi, bọn hắn đi lên khẳng định là thập tử vô sinh, diệu a. Mị Lư dứt khoát bò lên mông ngựa, thánh chủ quả nhiên mưu lược vô song, có hắn tại, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn lật người không nổi. Không hổ là thánh tộc đệ nhất nhân, chúng ta chi mẫu mực. Như là liếm chó bộ dáng, dẫn tới công tôn gia cùng Ngao Phi Nguyên bọn người ghé mắt, trong lòng âm thầm nhà rãnh. Đồn đại nghị gia cùng ma tộc rất sớm đã cấu kết cẩu thả, xem ra đồn đại không giả. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, cư nhiên như thế liếm láp ma tộc thánh chủ, chuyện đi, ném người chết. Chú ý tới đám người ánh mắt, Mị Lư mới phát hiện chính mình liếm chó bộ dáng bị người nhìn ở trong mắt. Sắc mặt hắn đỏ lên, sau đó lập tức tranh thủ thời gian lập tức nói sang chuyện khác, nhưng là, muốn đem bọn hắn bức ra toàn lực cũng không dễ dàng. Thân là đại thừa kỳ, bị thế giới này chỗ bài xích, bình thường thu liễm lại hơi thở, đè thấp thực lực thật cũng không sự tình. Một khi vượt ra khỏi cái kia giới hạn, đem sẽ không bị thế giới này dung thân nạp, cuối cùng không thể không phi thăng. Tiên giới xảy ra vấn đề, phía trên tình huống không rõ, đi lên nguy hiểm trùng điệp, có vẫn lạc phong hiểm. Điểm này coi như không có người nói cho, bước vào đại thừa kỳ sau cũng sẽ dần dần hiểu rõ. Muốn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thượng thiên, bọn hắn chỉ cần làm cho Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xử xuất toàn lực. Nhưng người ta cũng không phải đồ đần, sẽ không dễ dàng xử xuất toàn lực. Một khi đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn. Đại thừa kỳ muốn chạy, không có người có thể nói ngăn được, cho dù là bọn họ những người này liên thủ. Lời này vừa nói ra, đám người bắt đầu trầm mặc, đích thật là một nan đề. Lộ hừ lạnh một tiếng, tìm một chút đồ vật, để bọn hắn xử xuất toàn lực là được rồi. Nếu không nữa thì liền uy hiếp bọn hắn, không ra toàn lực, liền đi diệt bọn hắn môn phái. 7 vị đại thừa kỳ, có thể nhẹ nhõm diệt đi Lăng Tiêu phái. Biện pháp này không tính thỏa đáng. Ngao Phi Nguyên vạch, bọn hắn rất giảo hoạt, một khi chạy thoát, chúng ta cũng không dám tùy tiện diệt bọn hắn môn phái. Đại thừa kỳ trả thù không có người chịu được, bọn hắn những người này nhà lớn việc lớn, cũng không phải là độc thân một người. Có đại thừa kỳ tại, gia tộc thế lực liền giữ được, không ai dám diệt đi. Điểm đạo lý này ai cũng hiểu. Cho nên, đám người cũng dám khẳng định, một khi Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn phát hiện không hợp lý, khẳng định sẽ trước tiên chạy trốn. Bọn hắn còn ở lại chỗ này cái thế giới, người ở chỗ này cũng không dám tùy tiện đi diệt đi Lăng Tiêu phái. Tồn người tức tồn địa. Ngao Phi Nguyên để Long Kiện cùng Lộ cũng bắt đầu trầm mặc. Lúc này, Công Tôn Liệt đứng ra,
Lão tổ, chư vị tiền bối, ta đến có cái biện pháp. Biện pháp gì? Mấy cái đại thừa kỳ ánh mắt rơi xuống, Công Tôn Liệt nhịp tim phẳng phất đình chỉ, tốt một lát mới nuốt nước bọt nói. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sư muội gần nhất tại chúng ta Công Tôn, ra địa bàn gây chuyện, nghe nói bọn hắn đối người sư muội này 10 phần yêu thương. Một điểm tức minh, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra âm tàn ánh mắt, như là một cái thụ thương hung thú. Công Tôn Nội mở miệng, đã dạng này, ta đi đem nàng chụp tới. Chương 2223 Đại Thừa Kỳ đột kích. Trên bầu trời, một thanh phi kiếm ngự không mà đi, ở trên bầu trời hóa thành một đạo lưu quang. Ở trên phi kiếm, Tiêu Y ngồi xếp bằng, phía trước là không ngừng lùi lại Bạch Vân cùng cảnh vật dưới chân, bên tai thì là hô hô tiếng gió. Tiêu Y lộ ra rất u buồn, thở dài một tiếng, ai? Đây đều là chuyện gì a? Đi ra ngoài quả nhiên muốn nhìn lịch ngày hoặc là tìm người xem bói một chút. Phiền phức a. Tại Sa Thành, tiểu nha đầu Tiểu Hắc giết không ít người Công Tôn ra sau, tại Tiêu Y ngàn khuyên vạn khuyên phía dưới cuối cùng nguyện ý đi theo nàng rời, đi Sa Thành, trực tiếp đi về phía Nam Phương mà đuổi. Ngồi truyền tống trận khẳng định không được, nàng còn phải muốn dẫn lấy Tiểu Hắc tận lực tránh cho tiến vào thành trì. Công Tôn ra khẳng định, tại mỗi một tòa thành đều bày ra thiên la địa võng cùng nhãn tuyến. Bị người Công Tôn ra biết, sẽ có thiên quân vạn mã truy sát, cho dù dạng này, hay là gặp Công Tôn ra truy sát. Mặc dù đều giải quyết đối phương, nhưng lại để Tiêu Y rất lo lắng. Truy sát thật không có bao lớn đáng sợ, liền sợ là đại thừa kỳ sẽ xuất động. Dù sao giết không ít người Công Tôn ra. Tiêu Y cảm thấy nàng là đại thừa kỳ, nàng cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Bất quá những này cũng không tính là sự tình, quan trọng hơn một điểm là, tiến vào thành trì, nàng sợ Tiểu Hắc đại khai sát giới, đem tất cả mọi người nổ đầu. Tiêu Y không muốn Tiểu Hắc thương tới quá nhiều người vô tội. Lữ Thiếu Khanh nói với nàng qua, có thể không đem người tốt, nhưng cũng đừng chủ động đi làm người xấu. Tiểu Hắc tính cách trở nên bạo ngược dễ giết, tính cách đã rất kém cỏi, không còn là trước kia cái kia ngoan ngoãn chim nhỏ. Tiêu Y sợ Tiểu Hắc giết đến nhiều người, đến lúc đó sẽ triệt để hắc hóa, trở thành một cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Biến thành dạng như vậy, nàng không cách nào hướng Lữ Thiếu Khanh bàn giao. Tiêu Y bên này tại thở dài, Tiểu Hắc thanh âm chuyển đến, ta muốn ăn đồ vật. Tiêu Y nghe chút, lập tức nhíu mày. Tiêu Y quay đầu nhìn qua Tiểu Hắc. Ngữ khí khẳng định, ngươi khẳng định là nhị sư huynh con gái ruột. Nhị sư huynh thích ăn đồ vật, ngươi nhà đầu này trò giỏi hơn thầy. Từ xa thành rời đi đến bây giờ mới hơn một tháng thời gian, ngươi lại muốn ăn đồ vật. Ăn chút linh đậu đi. Tiêu Y đem linh đậu lấy ra, vì nịnh nọt nhị sư huynh, linh đậu quanh năm chuẩn bị đủ hàng. Bẹp bẹp. Tiểu Hắc một ngụm nhét vào trong miệng tùy tiện nhấm nuốt hai lần, đậu xác như là đạn giống như ra bên ngoài nôn. Nôn ra đằng sau, Tiểu Hắc tiếp tục gọi, ta muốn ăn đồ vật. Lữ Thiếu Khanh có thể dập 10 ngày nửa tháng linh đậu bị nàng ăn mấy miếng đã hết. Tiêu Y nâng chán, thật sâu im lặng, ngoan. Tiêu Y chỉ có thể nhẫn nại tính tình khuyên nhủ, chờ chúng ta tìm tới ba ba của ngươi đằng sau lại ăn có được hay không? Đều hợp thể kỳ, cả một đời không ăn đồ vật đều không đói chết. Tiểu Hắc trở nên không nhịn được, rông dài, ta liền muốn ăn. Nàng đứng lên, đầu chuyển động hai lần, sau đó trong nháy mắt biến mất. Chính nàng đi tìm ăn, ta đi. Tiêu Y rên rỉ một tiếng, nhị sư huynh, ngươi ở đâu a? Tiêu Y chỉ có thể thu hồi Lan Thủy Kiếm, vội vàng theo sau. Tiêu Y đi theo Tiểu Hắc đi tới gần nhất một tòa thành thành trì, Tiểu Hắc sau khi lại tới đây, trực tiếp đi tìm ăn, 10 phần ngang ngược bá đạo. Hành động như vậy tự nhiên là bị người Công Tôn ra phát hiện. Là Tiêu Y các nàng. Nhanh, mau báo cáo đi lên. Muốn đi ngăn lại các nàng sao? Ngươi muốn chết ngươi liền đi. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc tiếng xấu đã truyền ra, người Công Tôn gia tử thương vô số, rất nhiều người Công Tôn gia đã sớm sợ mất mật. Ở chỗ này gặp được Tiêu Y cùng Tiểu Hắc, người Công Tôn gia trước tiên đem tin tức phát ra ngoài, sau đó chạy. Bọn hắn cũng không dám lưu tại nơi này trêu chọc Tiêu Y cùng Tiểu Hắc. Tiêu Y phát giác được người Công Tôn gia trong nháy mắt chạy hết, thành trì rỗng hơn phân nửa. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Người Công Tôn gia chạy nhanh như vậy, Tiêu Y có loại dự cảm bất tường. Tiểu Lâu La chạy, khẳng định muốn đi triệu hoán lớn boss. Mau tới ăn ngon. Tiểu Hắc bên này mới mặc kệ, vỗ bàn, uy hiếp lão bản. Trong tử lâu người đã sớm chạy hết, lưu lại khổ bức lão bản bọn người. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc hung danh đã chuyển ra đến, mọi người đều biết các nàng đáng sợ. Đối mặt Tiểu Hắc, lão bản ngay cả cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm ăn ngon. Nhưng mà bên này đồ ăn còn không có bên trên xong, trong thành trì truyền tống trận quang mang sáng lên. Tiêu Y trong lòng kinh hãi, thần sắc quét ngang mà qua, thấy được một bóng người xuất hiện tại trong truyền tống trận. Không đợi Tiêu Y thấy rõ ràng là ai, thanh chi liền vang lên hừ lạnh một tiếng, hừ, như là một tiếng sét, chấn động tứ phương, phốc. Thần thức nhói nhói, Tiêu Y lập tức thổ huyết, dựa vào, đại thừa kỳ. Tiêu Y tê cả da đầu,
không nói hai lời tiến lên đem Tiểu Hắc ôm. Tiểu Hắc chạy a. Một đạo quang mang xông phá phòng ốc, Tiêu Y mang theo Tiểu Hắc xông lên trời, thẳng đến nơi xa mà đi. Tốc độ cực nhanh, trên không trung hóa thành một đạo thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở trong bầu trời xa xăm. Tiêu Y một bên chạy trước, vừa mắng mẹ, hỗn đản Công Tôn gia, không chơi nổi hỗn đản, phái đại thừa kỳ đi ra tính mấy cái ý tứ. Không chơi nổi cũng đừng chơi. Thật hèn hạ, thật vô sỉ. Dù sao cũng là năm nhà ba phái một trong thế lực lớn siêu cấp, không có cao thủ khác sao, thế mà phái đại thừa kỳ đi ra đối phó các nàng, đây là người tài giỏi sự tình. Nhà ta nhị sư huynh đều không có các ngươi hèn hạ như vậy. Tiêu Y vừa mắng mẹ, một bên mang theo Tiểu Hắc chạy trốn. Đại thừa kỳ nhất định là đánh không lại, trốn đều không nhất định có thể thoát khỏi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể chạy trước lại nói. Cũng không biết chạy bao lâu, Tiêu Y mới dám hơi chậm dần tốc độ, quay đầu nhìn một chút. Sau lưng không có bất cứ người nào ảnh, tựa hồ không có đuổi theo. Nhưng là nguy hiểm từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng của nàng phía trên, giống vô số thanh lợi kiếm đối với nàng, để Tiêu Y hãi hùng khiếp vía. Tiểu Hắc, ngươi có thể trở lại thế giới kia sao? Tiêu Y càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến cái kia khắp nơi phun lửa thế giới. Thế giới kia có lẽ chỉ có Tiểu Hắc có thể mở ra, trốn vào đi cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tiểu Hắc cũng phát giác được nguy hiểm, nàng bây giờ không có phản nghịch, rất nghe lời. Hai người các ngươi muốn chạy trốn tới đâu đây? Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tiêu Y cùng Tiểu Hắc cảm giác được không gian chung quanh như là ngưng kết một dạng. Chương 2224 ngươi cái này cặn bã. Một bóng người xuất hiện tại Tiêu Y cùng Tiểu Hắc trước mặt, sắc mặt tái nhợt, âm tàn biểu lộ, để Tiêu Y cùng Tiểu Hắc cảm thấy mình giống như bị một con sài lang để mắt tới. Ngươi là ai? Tiêu Y cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, nhìn thẳng người tới. Công Tôn Nội. Công Tôn Nội lạnh lùng báo lên tên của mình sau. Sát khí càng tăng lên, hai người các ngươi tại ta Công Tôn ra bên trong nháo sự, muốn chết. Công Tôn Nội, cái này không phải liền là đi chúng ta môn phái gây chuyện ra hỏa kia. Tiêu Y ánh mắt trở nên hung ác mấy phần, ngươi chính là cái kia ta Lăng Tiêu phái nháo sự, sau đó bị đại sư huynh của ta đả thương xám xịt chạy trốn ra hỏa. Đánh người không đánh mặt, Tiêu Y mới mở miệng, liền bóc Công Tôn Nội vết sẹo, máu tươi ào ào chảy. Công Tôn Nội trong lòng nộ khí vụt vụt xuất hiện. Muốn chết. Công Tôn Nội gầm thét một tiếng. Ngang nhiên xuất thủ, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Y cùng Tiểu Hắc bao phủ tại trong bóng ma, chung quanh gió hô hô xoay tròn, gào thét gió lớn hóa thành vô hình phong nhận, hung hăng tàn phá bừa bãi lấy phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc cảm nhận được âm trầm sát ý, thân thể hai người mặt ngoài hộ thuẫn không ngừng lấp lóe, hai người cảm giác được chung quanh giống như có vô số ngọn phi đao chớp lóe huynh kỳ, không ngừng gọt đi các nàng hộ thuẫn. Hộ thuẫn tầng tầng tiêu tán. Các nàng linh lực trong cơ thể đồng dạng phi tốc tiêu hao. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc đồng thời xuất thủ. Tiêu Y kiếm quang lóe lên, trên trời ảm đạm xuống, đạo đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, phát ra nổ thật to âm thanh, hủy thiên diệt địa. Tiểu Hắc miệng há ra, ngọn lửa màu trắng từ trong miệng nàng phun ra ngoài, lửa nóng hừng hực, phần thiên diệt thế. Hai người liên thủ, gào thét phong bạo như là đụng phải kiên cố tường thành, tại rung trời trong tiếng oanh minh tiêu tán. Đếm không hết tinh quang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên đại thủ, bàn tay khổng lồ thủng trăm ngàn lỗ. Ngọn lửa màu trắng đang vặn vẹo trong hư không thiêu đinh, lửa lớn rừng rực đem để to lớn trong tay tiêu tán. Hai người liên thủ, thở hổn hển từng đống, chỉ là vừa đối mặt, Tiêu Y cùng Tiểu Hắc còn kém không tiêu hao thêm tận lực lượng trong cơ thể. Mà các nàng cũng bất quá là khó khăn lắm ngăn cản được Công Tôn Nội, một chiêu công kích. Không có cách nào đối với Công Tôn Nội tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây chính là đại thừa kỳ cường đại sao? Tiêu Y nhè lấy, răng, phiền phức lớn rồi. Tiểu Hắc, chờ chút ta ngăn chặn hắn, ngươi nhanh mở ra thế giới kia thông đạo. Chán ghét chết, thật muốn ăn hết cái kia cặn bã. Tiểu Hắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mười phần phẫn nộ. Ngươi cũng biết đó là cặn bã, ăn sẽ đau bụng. Tiêu Y kêu một tiếng, tranh thủ thời gian. Sau đó nàng một bước phóng ra, chỉ vào Công Tôn Nội quát, cái thứ không biết xấu hổ, khi dễ chúng ta hai cái con gái yếu ớt, ngươi tốt ý tứ. Con gái yếu ớt. Công Tôn Nội càng thêm muốn giết người. Nhà ai con gái yếu ớt có thể lấy hợp thể, kỳ thực lực ngăn cản được đại thừa kỳ công kích, Công Tôn Nội vừa giận vừa sợ. Mặc dù hắn bị thương, mà lại cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng không phải hợp thể kỳ người có thể ngăn cản được. Trách không được có thể tại ta Công Tôn ra bên trong hoành hành bá đạo, quả nhiên thật sự có tài, lần này ta phải. Công Tôn Nội sát khí tăng nhiều, quyết định lại lần nữa tăng lớn cường độ, chỉ cần đánh không chết hai nha đầu này là được rồi. Công Tôn Nội dự định xuất thủ, nhưng Tiêu Y lại so hắn càng nhanh một bước. Chỉ vào Công Tôn Nội hét lớn, ngươi đừng yên đừng nhúc nhích, ăn ta một chiêu. Sau khi nói xong, hung hăng vung tay lên, thiên địa đột nhiên trầm xuống, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh, sát cơ đột nhiên hiện.
Công Tôn Nội ngẩng đầu lên, hỏa cầu thật lớn oanh minh xuống, giống như thiên dương rơi xuống, thương khung phá toái, to lớn cảm giác áp bách để Công Tôn Nội cái này đại thừa kỳ cảm thấy có điểm hô hấp khó khăn. Đây là cái gì? Công Tôn Nội kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc, hỏa cầu thuật. Bất quá, nhà ai hỏa cầu thuật lớn như vậy, tản ra uy thế để Công Tôn Nội cảm nhận được một cỗ chớ uy hiếp. Hợp thể kỳ sử xuất chiêu thức cũng có thể làm cho đại thừa kỳ cảm nhận được uy hiếp, đại thừa kỳ xuất ra đâu? Công Tôn Nội đột nhiên hô hấp nặng nề, ánh mắt trở nên lửa nóng. Xú nha đầu, đây là cái gì? Giao ra. Tiêu Y giật mình, dựa vào, ngươi cái này cặn bã, không biết xấu hổ. Thế mà để mắt tới nàng hỏa cầu thuật. Bất quá Tiêu Y nghĩ lại, đây chính là nhị sư huynh nói qua là tiên thuật, uy lực cực lớn, ai xem ai trông mà thèm. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Y đối với Công Tôn Nội quát, ngươi gánh vác được ngươi lại nói. Gánh vác được, ta sẽ nói cho ngươi biết đây là cái gì. Ngu xuẩn, ngươi đối với đại thừa kỳ uy lực hoàn toàn không biết gì cả. Công Tôn Nội cười lạnh, mặc dù cảm nhận được một cỗ uy hết, nhưng cũng chỉ là một chút xíu thôi. Chỉ là uy hết, không đáng để lo. Đại thừa kỳ ở trong thế giới này là vô địch tồn tại. Công Tôn Nội ánh mắt nóng bỏng nhìn lên bầu trời rơi xuống hỏa cầu khổng lồ, hắn đạt được một chiêu này, thực lực cũng có thể tiến thêm một bước. Tới đi. Công Tôn Nội không có khinh thường, hung hăng xuất thủ, hai cỗ lực lượng đụng nhau. Ầm ầm, bạo tạc khổng lồ để thiên địa chấn động, khói đặc cuồn cuộn bao phủ thế giới này. Công Tôn Nội giật mình, liền điểm ấy uy lực, không giống vừa rồi loại thanh thế kia. Hẳn là còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao, Công Tôn Nội coi chừng đề phòng. Nhưng mà mấy hơi thở, chung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì, Công Tôn Nội thần niệm quét qua, lập tức sắc mặt đại biến. Đáng chết! Hắn quát to một tiếng, cuồng phong gào thét thổi tan. Xa xa Tiêu Y cùng Tiểu Hắc đã biến mất không thấy gì nữa. Không trung hô thổi tới một trận gió lớn, phảng phất là đang cười nhạo hắn Công Tôn Nội vô năng. Đại thừa kỳ xuất thủ, thế mà để hai cái hợp thể kỳ từ hắn không coi vào đâu chạy trốn. Hôm nay một màn này để cho người khác thấy được, hắn còn không phải bị thế nhân chết cười. Công Tôn Nội sắc mặt tái xanh, Tiêu Y hành vi không thể nghi ngờ tương đương tại, trên mặt hắn hung hăng rút hai bàn tay sau, mới chỉ nghiện, còn tại mặt của hắn khạc một bãi đàm. Nhà hay là cục đàm? Công Tôn Nội răng cắn đến khanh khách rung động, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, không đem Tiêu Y các nàng chém thành muôn mảnh đều rửa sạch không xong sỉ nhục. Công Tôn Nội đi vào Tiêu Y các nàng vị trí cũ. Vừa đến nơi này, Công Tôn Nội biểu lộ đẹp mắt không ít, hắn cảm nhận được không gian ba động. Hừ, ta nhìn các ngươi trốn nơi nào? Công Tôn Nội sắc mặt hơi chậm, tự tin bắt đầu khôi phục, sợ cũng không biết đối phương như thế nào biến mất. Ở trước mặt ta, các ngươi không trốn được. Công Tôn Nội vung tay lên, muốn mở ra thông đạo, nhưng là trước mắt không có bất kỳ động tĩnh gì. Công Tôn Nội sắc mặt cứng đờ, không thể không tăng lớn lực lượng, cuối cùng cơ hồ dùng chính mình một nửa lực lượng mới có thể mở ra thông đạo. Chương 2225 lên A Công Tôn bên trong. Sau lưng chính là cái khe đóng lại, Tiêu Y thật dài thở phào nhẹ nhõm đi ra. Hô! Tiêu Y vỗ vỗ bộ ngực của mình, làm ta sợ muốn chết. Sau đó biểu dương Tiểu Hắc một câu, Tiểu Hắc làm rất tốt. Bất quá lúc này, Tiêu Y phát hiện Tiểu Hắc biểu lộ không đối. Tiểu Hắc, thế nào? Tiểu Hắc thần sắc uể oải, lộ ra rất là dã rời, không ngừng ngáp, mệt mỏi quá. Mở ra nơi này thông đạo, tiêu hao nàng rất lớn tinh lực. Tiêu Y cảm thấy kỳ quái, vì cái gì? Mệt mỏi Tiểu Hắc tính tình ngược lại tốt hơn một chút, nàng cắn răng, không biết, dù sao rất khó mở ra. Tiểu Hắc con mắt lộc cộc chuyển, đánh giá bốn phía, lại nói, hoàn cảnh nơi này, ta không thích. Nơi này không phải chỗ của ngươi sao? Tiêu Y giật mình, ánh mắt đảo qua, chung quanh đã quy về hắc ám. Trong hắc ám vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy những ngọn núi xung quanh. Mặc dù đã không có hỏa diễm phun ra ngoài, nhưng Tiêu Y biết nơi này chính là các nàng trước đó tới qua địa phương. Tiêu Y quét một phen đằng sau, trừ không có phun lửa bên ngoài, không có vấn đề gì. Tiêu Y càng thêm buông lỏng, tốt, không sao, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng mà nàng lời này vừa nói xong cũng thu đến Tiểu Hắc một cái liếc mắt, ánh mắt kia phẳng phất là đang nói nàng là ngớ ngẩn. Bà nói không sai, ngươi quả nhiên là một kẻ ngu ngốc. Tiêu Y giận tím mặt, một thanh nắm vuốt Tiểu Hắc khuôn mặt, thở phì phò nói, ngươi cùng ba của ngươi càng lúc càng giống, ngươi có biết hay không? Tiểu Hắc một thanh đánh dụng Tiêu Y tay, ngươi lại nhìn kỹ một chút chung quanh. Chú ý tới Tiểu Hắc sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Y cũng đi theo nghiêm túc lên, thần thức quét qua, lần này, nàng bị giật mình kêu lên. Mặt đất cuồn cuộn lấy hắc vụ, loại này hắc vụ nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Luân hồi sương mù, tại luân hồi trong sương mù, từng cái đọa thần quái vật nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích đang ngủ say. Dưới đất, còn có càng nhiều quái vật ẩn núp, giống như lâm vào ngủ đông một dạng, một khi xuân lôi hù dọa, liền phá đất mà lên. Lít nha lít nhít quái vật, vô biên vô hạn.
do Như Lai đến đọa thần hang ổ, Tiêu Y tê cả da đầu, cái này, vì cái gì? Trước đó nàng cùng Tiểu Hắc ở trong thế giới này, chờ đợi nửa cái năm cũng không thấy có nửa cái đọa thần quái vật tung tích. Nàng cùng Tiểu Hắc bất quá là rời đi một chút xíu thời gian, nơi này liền tràn đầy quái vật. Tiểu Hắc, ngươi xác định không đi sai? Tiêu Y nhìn qua Tiểu Hắc, nghiêm trọng hoài nghi Tiểu Hắc mở sai cửa. Mở sai cửa chuyện này ở trên trời ngự ngọn núi là có truyền thống. Nhị sư huynh là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thân là nhị sư huynh nữ nhi, mở sai cửa, đó là bình thường nhất bất quá. Tiểu Hắc nhìn qua Tiêu Y, ba ba nói phải tôn kính trưởng bối, ta không muốn nói ra hai chữ kia. Cái nào hai chữ? Tiêu Y đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được. Vươn tay ra nghĩ đến lại bóp Tiểu Hắc một thanh, quá phận. Hừ. Tiểu Hắc một thanh quất bay Tiêu Y tay, nhảy đến Tiêu Y trên lưng, ngáp không ngớt, rời đi nơi này. Đi nơi nào? Tiêu Y không nhúc nhích, đối với Tiểu Hắc đạo, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại mở cửa rời đi nơi này. Thực sự không được, chúng ta hồi thiên ngự ngọn núi. Từ đường cũ về Trung Châu khẳng định không được, công tôn nội khẳng định ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà Tiêu Y giọng điệu cứng rắn nói xong, nàng liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh, giống như bị người để mắt tới một dạng. Tiêu Y bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa, mặc dù cách rất xa, nhưng Tiêu Y biết ở phía xa có cái gì để mắt tới các nàng. Cỗ này cảm giác không phải phổ thông đọa thần quái vật, nói không chừng chính là đại thừa kỳ quái vật. Tiêu Y tê cả da đầu, đối với Tiểu Hắc đạo, Tiểu Hắc, còn có thể mở cửa sao? Tiểu Hắc nằm nhoài Tiêu Y trên lưng, lúc này đã là con mắt mông lung, lâm vào nửa trạng thái ngủ, ta mệt mỏi quá. Dựa vào a. Tiêu Y phiền muộn, mang theo Tiểu Hắc nghĩ đến rời đi nơi này. Vậy mà lúc này đã chậm một bước, trên mặt đất luân hồi sương mù quay cuồng lên, giống từng đầu thức tỉnh rắn độc, đằng không mà lên, đưa các nàng vây quanh ở trong đó. Tiêu Y không có e ngại luân hồi sương mù ăn mòn tính đối với nàng không có hiệu quả. Tiêu Y cõng Tiểu Hắc xông vào luân hồi sương mù, tốc độ đại giảm, để Tiêu Y cảm thấy mình hãm sâu trong vũng bùn. Mặc cho Tiêu Y như thế nào phát lực đều không thể tăng lên tốc độ của mình. Tại sau lưng, cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, địch nhân đáng sợ từng bước tới gần. Tiêu Y quay đầu, nàng đã mơ hồ nhìn thấy tại sau lưng xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Hai điểm đỏ sắc quang mang giống như trong đêm tối tinh thần, tại luân hồi trong sương mù đặc biệt bắt mắt, hô. Một trận gió thổi tới, một đạo toàn thân tràn ngập luân hồi sương mù bóng đen xuất hiện tại Tiêu Y trước mặt, con ngươi màu đỏ tươi tản ra ánh mắt để Tiêu Y toàn thân cứng ngắc. Từ trên người nó truyền đến một đạo thần niệm, giao ra U Minh Viêm Hoàng. Tiền bối, chúng ta cái gì cũng không biết, quấy rầy. Tiêu Y vội vàng cười làm lành, chúng ta cái gì cũng không biết, hô. Bóng đen không nói nhảm, mà là trực tiếp xuất thủ. Luân hồi sương mù quay cuồng, hóa thành một đạo đạo cự đại trụ đen, như là mũi tên nhọn. Đạo đạo hướng phía Tiêu Y đánh tới, dựa vào. Lan thủy kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm lại một kiếm vung ra. Nàng đem chính mình suốt đời sở học đều dùng đi ra, tiên hỏa bóng thuật, ly hỏa kiếm quyết, lục tiên kiếm quyết đều ở trong tay hiện ra. Tiêu Y rất nhanh liền kiệt lực, nhưng mà luân hồi sương mù đầy trời quét sạch, liên miên vô tận. Sâu kiến, ngươi những chiêu thức này từ nơi nào mà đến? Băng lãnh thần niệm như hàn phong, để Tiêu Y nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi đoán, muốn chết. Bóng đen giận dữ, công kích lần nữa tăng cường. Xong đời, nhưng vào lúc này, cách đó không xa một vết nứt mở ra. Ngập trời khí tức truyền đến, công tôn nội thanh âm tức giận truyền đến, đáng chết xú nha đầu, các ngươi đang tìm cái chết. Ta muốn để các ngươi biết trêu đùa một vị đại thừa kỳ hậu quả. Ngạch, công tôn nội đằng đằng sát khí đuổi theo, khi hắn nhìn thấy thân ảnh màu đen kia thời điểm, đột nhiên ngây người. Tiêu Y lập tức hét lớn, cẩu vật, người của ta tới, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lên a, công tôn nội, giết nó, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Chương 2226 mở ra thông đạo. Công tôn nội thổ huyết, thật hèn hạ, gặp qua hèn hạ, chưa thấy qua hèn hạ như vậy ra hòa. Đáng chết xú nha đầu, ngươi, hô. Bóng đen lập tức đối với công tôn nội xuất thủ, nó cũng không thể không nhìn một vị đại thừa kỳ. Trong nháy mắt, luân hồi sương mù tại bóng đen điều khiển phía dưới biến đổi mục tiêu, hướng phía công tôn nội đánh tới. Đáng sợ uy lực để công tôn nội sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh, hắn càng nổi giận hơn. Bọn chuột nhắt, ta sẽ cho ngươi biết một vị đại thừa kỳ đáng sợ. Công tôn nội hai tay kết ấn, một ngọn gió hệ pháp thuật rơi xuống. Vô hình phong nhận phẳng phất là dấu kín ở trong hư không, giống một vị dấu ở trong hư không thích khách, đối với địch nhân phát ra chí mạng đánh lén. Những nơi đi qua, luân hồi sương mù nhao nhao tư tán. Nhưng là luân hồi sương mù tại bóng đen điều khiển phía dưới, liên tục không ngừng. Song phương đối oanh một hồi đằng sau, công tôn nội không địch lại. Hắn vì mở ra thông đạo đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Tại thời khắc mấu chốt, thể nội linh lực mất rồi dây xích,
bất ngờ không đề phòng liền bị luân hồi sương mù bao khỏa. Công tôn nội bắt đầu còn không chút nào để ý, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền cuồng biến không thôi. Luân hồi sương mù chẳng khác nào có sinh mệnh, không ngừng hướng trong cơ thể hắn ăn mòn. Vì triệt tiêu luân hồi sương mù ăn mòn, hắn chỉ có thể dùng linh lực ngăn cản, nhưng mà chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, linh lực của hắn liền tiêu hao 1/3. Như vậy một chút, cảm giác mệt mỏi lập tức đánh tới. Đây là thứ quỷ gì? Công tôn nội quá sợ hãi. Mất đi linh lực, dù là hắn là đại thừa kỳ cũng phải biến thành đợi làm thịt cừu non. Công tôn nội hối hận, sớm biết nơi này có tồn tại đáng sợ như vậy, đánh chết hắn cũng không tiến vào. Ánh mắt của hắn vượt qua bóng đen nhìn về phía xa xa Tiêu Y, nhìn xem Tiêu Y tại luân hồi trong sương mù dáng vẻ lo lắng, trong lòng của hắn dễ chịu hơn chút. Hắn đều gánh không được luân hồi sương mù ăn mòn, chớ đừng nói chi là hai tên khốn kiếp kia nhà đầu. Tiêu Y bên này, nàng ngay tại thúc giục Tiểu Hắc, tranh thủ thời gian mở cửa. Tiểu Hắc đã rất mệt mỏi, vừa rồi coi như xuất hiện cái kia đạo bóng đen, nàng cũng nghĩ nằm ngáy o một trận. Tiêu Y đem nàng ôm xuống tới, dùng sức lắc lư mấy lần mới khiến cho Tiểu Hắc không đến mức nhắm mắt lại. Tiểu Hắc ngáp, con mắt híp nửa, lắc lắc đầu, lên dây có tinh thần, bắt đầu mở ra thông đạo. Nhưng mà không gian chung quanh đã trở nên không gì sánh được kiên cố, Tiểu Hắc lộ ra cố hết sức, cắn răng, điều động thể nội toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thể mở ra một đạo rất nhỏ vết nứt. Không, không được. Tiểu Hắc cảm giác được mệt mỏi hơn, ta không mở được. Đáng giận, không gian tại sao phải trở nên kiên cố như vậy? Tiêu Y mù đoán một đợt, có lẽ cùng những quái vật này xuất hiện có quan hệ. Mở không ra liền phải treo ở nơi này. Đến lúc đó nhị sư huynh bọn hắn ngay cả cho mình nhặt xác đều làm không được. Tiêu Y vung vẩy Lan Thủy Kiếm, trách móc đứng lên, ta đến giúp đỡ, ông. Lan Thủy Kiếm chấn động, Lan thân ảnh xuất hiện. Tiêu Y lớn tiếng nói, Lan, chúng ta đồng loạt ra tay. Lan Tiểu Tiểu đích trên khuôn mặt mang theo kiên quyết, hăng hái gật đầu. Nó thả người nhảy lên chui vào trong cái khe. Sau lưng, Lan Thủy Kiếm quang mang lấp lóe chói mắt, hóa thành một cỗ chói mắt lưu quang theo sát phía sau. Tại hào quang chói sáng bên trong, một đạo sức mạnh huyền diệu giấu ở trong đó, tùy theo cùng một chỗ tiến vào trong cái khe. Trong cái khe quang mang đại thịnh, hào quang ngút trời mà lên, giống như thái dương bộc phát một dạng, xua tán đi nơi này hắc ám, chói lóa mắt. Nhưng cùng lúc đó, cũng kinh động đến vô số ngủ say quái vật. Bọn chúng từ dưới đất leo ra, ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, mặt đất liền hiện đầy đếm không hết đọa thần quái vật. Bọn chúng gào thét, nhao nhao xông lên trời, lao thẳng tới Tiêu Y cách nàng mà đến. Ta đi. Tiêu Y quá sợ hãi, nhiều như vậy quái vật xuất hiện, nàng là hợp thể kỳ cũng sẽ ngăn cản không nổi. Răng rắc, may mắn là vết nứt đang không ngừng mở rộng, nhưng muốn chui vào còn phải cần một chút thời gian. Giống. Một con quái vật trước hết nhất vọt tới Tiêu Y trước mặt phát ra gào thét. Nhưng rất nhanh bị Tiêu Y rảo sát. Một cái, hai cái, từng cái quái vật bị rảo sát, trên không trung hóa thành huyết vũ màu đen. Nhưng mà quái vật vô cùng vô tận, rất nhanh Tiêu Y liền cảm nhận được áp lực. Oanh! Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn từ vết nứt chỗ sâu truyền đến. Vết nứt sau đó khoách trương đến có thể tiến vào một người lớn nhỏ. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt ánh sáng màu trắng từ trong cái khe bộc phát, không cách nào hình dung khí tức từ bên trong tràn ngập ra, chung quanh luân hồi sương mù trong nháy mắt tan rã. Hô! Bên trong giống như thổi lên phong bạo, vô hình gió hô hô từ trong cái khe thổi ra. Ngửi được cái thứ nhất bên trong không khí, Tiêu Y cảm giác được trong cơ thể mình tiêu hao linh lực toàn bộ khôi phục, bên cạnh Tiểu Hắc cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, bối rối ù rũ biến mất. Trong cái khe thổi ra gió ẩn chứa linh khí để Tiêu Y cảm giác được trước kia hấp thu linh khí đều là rác rưởi. Quang mang mãnh liệt chiếu rọi thiên địa, đọa thần quái vật tiếp xúc đến quang mang này, kêu thảm tan rã, mặt đất xuất hiện màu xanh lá sinh mệnh, ngắn ngủi hô hấp liền trở thành một mảnh rừng rậm. Bên trong thông hướng địa phương nào truyền tới khí tức liền để thế giới này, từ tĩnh mịch hoang vu trở nên sinh cơ bừng bừng. Tiêu Y không kịp nghĩ nhiều, ôm Tiểu Hắc không nói hai lời chui vào. Mà nơi này phát sinh sự tình tựa hồ để bóng đen quá sợ hãi, tại đây trời trong quang mang gầm thét liên tục. Nó bỏ qua công tôn nội, phóng tới Tiêu Y các nàng, đồng thời hung hăng một trưởng vỗ xuống. Ầm ầm, thiên địa phá toái, không gian sụp đổ, Tiêu Y thân ảnh của bọn hắn liên quan vết nứt biến mất không còn tăm tích. Tại mãnh liệt quang mang bên trong, công tôn nội thương thế khôi phục hơn phân nửa, hắn không kịp kinh hỉ, thừa dịp bóng đen hoàn mỹ quản hắn, lập tức lại lần nữa mở ra chui vết nứt chui vào bỏ trốn mất dạng. Hô! Hết thảy quang mang biến mất, lưu lại gầm thét liên tục bóng đen. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc tại trong quang mang xuyên thẳng qua, chung quanh đều là đủ mọi màu sắc quang mang, các nàng như là trong mưa gió thuyền nhỏ, nước chảy bèo trôi. Tựa hồ qua ngàn vạn năm, lại tựa hồ chỉ là qua một chút xíu thời gian, chung quanh đủ mọi màu sắc quang mang tiêu tán,
Tiêu Y bịch một tiếng từ trên trời rớt xuống, bịch một tiếng, ôm Tiểu Hắc rơi xuống đất, rơi thất điên bát đảo. Tiêu Y mơ hồ, nửa ngày cũng trở về thẫn thờ. A, bỗng nhiên một người tại Tiêu Y trước mặt thò đầu ra, các ngươi là ai? Ngươi, là ai? Tiêu Y theo bản năng hỏi quay đầu. Ta họ Quản. Ngươi có thể gọi ta Quản gia, 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 ngươi có thể gọi ta Quản gia.